Ăn bán ứ. Xin chào mọi người, tôi tên là Kazu của nhóm Gamo Wish. Hôm nay tới được bảo tàng bán ứ. Bán ứ là gì? Nghe nói khi đám nhỏ mọi người ăn bán ứ, bạn tôi tuần trước tham gia đám nhỏ. Đầu tiên cần sử dụng bài cũ phóng hành. Dạ, đầu tiên chưa xem cho ăn. Chắc là gạo xăng, mô chi, lô mè, gạo chi. Đây là gạo nếp. Gạo nếp, nè, gạo nếp. Mình đi ăn đi. Ồ, hương vị gạo. Chắc chắn gạo. Bro, bro, khó tiếp trong lâu này, bán này. Thịt heo, bò, bắp mì, bắp. Cái bắp, bắp, đúng không? Không biết. Kazu, bà Shinsuke là người Nhật nên chắc chắn không biết về bán ứ. Nên giới thiệu bán ứ của chúng tôi là bố nghĩa. Thì chúng tôi không biết về bán ứ. Ok, bao nhiêu tiền? Không biết. Các bạn ơi, cho tôi biết. À, kìa đồ. Tôi thích bán ứ. Ngon. Dễ ăn. Bạn ứ này dễ ăn. Rồi, tôi thích. Này. Chắc là bắp. Bắp. Hết rồi. Sự tất là ngon. Một cây nữa cho tôi. Hết rồi. Ai ôi làm món cho tôi bán ứ nữa. Mọi người ơi, làm món cho tôi giới thiệu đặc trưng của các bạn. Sau đó tôi ăn thử và giới thiệu cảm thấy của mình. Nên nếu có thì xin mời biết comment nhé. Bye bye.